Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình dẫn mọi người đi xem một vài cái hoạt động vui chơi vào mùa đông ở thành phố nơi mình sống. Chỉ là một vài thôi nhưng mọi người còn nhiều nữa. Nhưng mà ở đây thì chỉ có một vài hoạt động này thôi. Năm nào người ta cũng làm chỗ này, người ta tuyết người ta đóng thành khối, nén thành khối to đó. Rồi xong người ta khắc thành những cái biểu tượng của cái môn thể thao vào mùa đông đó. Như cái hình này là cái biểu tượng của môn hockey đó, người ta vẽ lên, người ta vẽ lên xong sau đó người ta dùng những cái vật nhọn sắc bén rồi người ta khắc theo cái đường vẽ đó thành một cái biểu tượng mà người ta muốn. Như cái hai người đó đang làm đó là cái biểu tượng của cái môn hockey khúc cung cầu. Cái môn này là rất phổ biến ở đây nha mọi người. Đây là cô gái múa ba lê nè. Nè, đây là một là cũng là biểu tượng của môn hockey nè, đây là ice hockey. Trên đây là snowboarding, đây là cái môn trượt bằng ván đó, trượt tuyết bằng ván đó. Còn nhiều nữa mà đây thì người ta chỉ làm một vài cái biểu tượng thôi. Mọi người thấy không? Cái khối tuyết người ta ném thật là chặt, xong như là cục đá rồi người ta khắc ra, người ta vẽ lên những cái biểu tượng mà người ta muốn rồi người ta khắc ra. Đây nè. Có tham gia SEA Games quốc tế này nè, kiểu curling. Trên cái phần đó là người ta có cái lớp băng nha mọi người, rất là lạnh nha. Để làm thật là bóng, thật là mịn để cái cục đó nó có thể lăn thật là nhanh đó. Còn ngoài đây là cũng là môn hockey nè, để ngoài cho mấy đứa nít nó có những cái hoạt động vui chơi đó. Đây là phía cổng sau, hồi nãy là phía cổng trước này, phía cổng sau của cái nó nằm trên đường 19, phía sau cái farm mà mắc đây là cái nhà hơi nè, xung quanh nhà hơi nè. Ok, mình vào bên trong nha. Chug 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 chug.
bây giờ là cũng 6-7 giờ tối rồi. Một chút xíu nữa sẽ có chương trình Xiếc Múa Lửa, mọi người cùng xem nha. I can see you coming.